Wow, đó, chiếc xe của chúng ta chạy làm việc hay chưa các bạn? Đó. Cú nào? Wow, các bạn ơi. Wow. 1 2 3. Wow. Oh, bắn cài. 1 2. Oh, bạn ơi, kìa. Ôi, no. Oh, ma, đừng ma. Trời ơi. Trời ơi, nó cán lên những chiếc xe nhỏ của mình kìa, các bạn nhìn thấy ghê chưa? Đó, các bạn nhìn kìa. Đó, kìa nhìn kìa. Ghê chưa? Ôi, trời ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng khám phá những món đồ chơi mới nha các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ở đây có cái hộp gì đây? Cái hộp zombie này nhìn ngầu dữ các bạn. Ơi các bạn ơi, ở trong này không phải zombie các bạn ơi. Ở mình đổ rồi các bạn. Cái gì nè? Bạn ơi, nguyên một chiếc xe điều khiển luôn. Bạn ơi, chiếc xe ben này siêu ngầu luôn nè các bạn ơi. Đâu bây giờ mình khởi động lên coi các bạn. Nè nè, khởi động đây nè các bạn. Đâu bây giờ mình bấm cái nút này coi các bạn. Các bạn ơi, mình bấm cái nút này chiếc xe khởi động lên rồi các bạn. Ồ, nghe âm thanh hay rất hay luôn các bạn ơi. Nè bây giờ mình bấm nút này các bạn. Ô các bạn ơi, đây là xe ben nè các bạn. Mình có thể ben được luôn nè các bạn. Bây giờ mình hạ ben xuống nè. Ô các bạn ơi, nè chiếc xe này chạy được luôn nè các bạn. Ồ, wow. Đâu các bạn ơi, chiếc xe chạy hay chưa kìa. Đó. Rồi qua nó đây nè. Wow. Đó, chiếc xe của chúng ta chạy làm việc hay chưa các bạn. Đó. Wow. Đó. Hay quá các bạn ơi. Ôi nó chạy ở đây làm gì các bạn? Ôi trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, chiếc xe này chạy gì vậy? Ôi ơi, đừng. Ôi các bạn ơi, bạn nó làm gì kìa? Kìa. Bạn nó muốn đụng cái chiếc xe cứu hỏa của mình. Ôi đừng mà. Oh no. Được rồi, thôi, mình không chơi bạn xe nữa đâu. Bây giờ mình phải sửa chữa lại chiếc xe cứu hỏa của mình thôi. À đây nè các bạn ơi, đây là vòi xịt chữa cháy của mình nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái vòi xịt chữa hỏa chữa cháy vô. Rồi xong rồi. Wow, chiếc xe cứu hỏa chữa cháy rất là đẹp luôn nè. Xe chở rác này luôn nha các bạn. Đó, bạn rồi, xong rồi nè các bạn. Xe chở rác nè các bạn ơi. Wow các bạn ơi, đây có hộp gì đây các bạn? Wow, có rất nhiều xe luôn nè các bạn ơi. Để mình coi đây là xe gì nha. Cần cẩu đẹp quá các bạn. Đâu để mình mở coi các bạn. Ui các bạn ơi, xe cần cẩu điều khiển nè, cái đồ điều khiển nè các bạn. Đó, wow, chiếc xe chạy được nha. Còn đây là cái đồ mút cát nè các bạn. Đó, có thể xoay được nha. Đó, chiếc xe này chạy được nhưng mà nó chạy yếu lắm nha. Đó các bạn thấy không? Đó nó chạy được mà nó chạy rất là yếu luôn nè. Xe này chạy hay ha các bạn. Rồi, bây giờ đi qua đây các bạn. U các bạn ơi, ở đây có cái hộp xe monster siêu xịn sò luôn các bạn. Xe luôn nè các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, mình cho xe ben chở nha. Trời ơi. Đó, lấy những chiếc xe này nè, những chiếc xe xịn chứ các bạn. Xe rất đẹp luôn nè. Đây nữa nè các bạn. Wow, xe rất là xịn luôn. Một chiếc xe đầu lâu nữa nè các bạn. Rồi, thêm những chiếc xe này nữa nè. Thêm hai chiếc xe nữa các. Wow, đó, chạy tới nè. Wow, chạy tới chạy lui nha. Đó, đã ngã rồi. Xe ben xuống nào. Wow, các bạn ơi. Wow, chiếc xe ben của chúng ta đã ben hết những bạn xe tải quá vật nhỏ ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa chiếc xe chở rác nha các bạn. Rồi, lắp chiếc xe chở rác lại nha các bạn. Một bánh này nè các. Rồi, ok, xong rồi. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái này chứng minh gì đây để mình lấy cho coi các bạn. Wow các bạn ơi, hai chiếc Robocar các bạn ơi. Ồ đây là một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Rồi cánh tay bên này á là một chiếc máy bay trực thăng nè các bạn. Ồ đây á là một bạn xe cứu thương nè. Wow, chiến binh này ngầu ha các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại chiếc xe cần cẩu này. Đổ vô đây nè các bạn. Rồi xong rồi. Wow các bạn ơi, mình đã sửa chữa trong chiếc xe cần cẩu nè, siêu đẹp luôn các bạn. Ui các bạn ơi, ở trên này có một bạn gì đây? Wow! Đầu tiên đây là bạn gì đây các bạn? Ha các bạn ơi, đây là bạn Grubble nè, đây là bạn Tray nè các bạn. Ha đây là bạn Muscle nè các bạn. Đây là bạn Rocky nè các bạn ơi. Ha đây là bạn Sky nè các bạn. Ha đây là bạn Zuma nè các bạn. Đây là bạn Muscle, là bạn Rocky nè. Tray với là bạn Grubble nè các bạn ơi. Còn đây là bạn Zuma, là bạn Sky nè. Wow, những bạn trong cứu hộ nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại bạn xe Ben Bully này nha các bạn. Đây gắn xe vô nè các bạn, một bánh nữa nè các bạn. Rồi ok xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa bạn này luôn. Cái cần cẩu mút cát vô các bạn ơi. Ok xong rồi. Wow, rất đẹp luôn các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Bây giờ mình sẽ mở cái con zombie quái vật này ra nha các bạn. Wow các bạn ơi, nhìn nè. Wow, zombie quái vật nhìn ghê chưa các bạn? Ồ có hai khẩu súng luôn. Nè, một khẩu súng nè, nhìn đẹp chưa nè. Rồi, thêm một khẩu súng nữa nè các bạn. Ồ, rồi còn đây là con zombie quái vật của chúng ta nè. Đó các bạn nhìn nè, ngầu chưa? Mình sẽ lấy một viên đạn nè các bạn. Đây, đó, hai viên đạn rồi nè. Wow, có hai khẩu súng xịn quá. Bây giờ mình chơi khẩu nào trước các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ chơi khẩu này trước nha. Mình sẽ gài đạn đây nè các bạn. Rồi, mình sẽ lên cò đây nè các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắn nha các bạn. 1 2 3. Wow các bạn ơi, mình đã bắn trúng cái miệng con zombie rồi. Bây giờ mình sẽ thử khẩu súng này nha các bạn. Rồi, mình sẽ nhét đạn vô đây nè các bạn. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nè các bạn. Đó, mình kéo ra nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn nha. 1 2. Wow, bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng này các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắm mục tiêu này. À, những bạn chó cứu hộ. 1 2 3. Wow, các bạn ơi, mình đã bắn ngã một bạn chó cứu hộ rồi. À, tiếp theo, à đây bạn Tray nè, bạn Tray nè. Oh, bắn ngã bạn Tray luôn rồi. Tiếp theo. À, đây là bạn Sky. 1 2. Oh, bắn ngã bạn Sky luôn rồi. Wow, khẩu súng này chơi hay các bạn ơi. Rồi, để đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe trộn bê tông. Lắp bánh xe cho bạn xe trộn bê tông lại các bạn ơi. Đây, gắn một bánh này, một bánh này nữa các bạn. Ok, xong rồi. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì vậy các bạn? Ui, nhìn xíu xịn sò dữ vậy ta. Ồ, chiếc xe này mở đâu? À mở đây nè các bạn, cái đồ điều khiển nè. Wow, để mình mở coi. Ui, các bạn ơi, nè nhìn nè.
sao nhìn lâu chưa nè. Wow, chiếc xe nhìn siêu xịn sò chưa nè các bạn ơi. Đó, nhìn rất đẹp luôn nè. Nè, bánh xích nè các bạn. Bánh xích bằng cao su nha các bạn. Nè, cái chỗ này chỗ buồng lái nè các bạn. Nè, đây là ống khói nè các bạn. Ồ, để bây giờ mình kiếm coi có chỗ khởi động không. Nè nè, khởi động dưới này nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển nha các bạn. Mình sẽ thử bấm coi các bạn. Ui, các bạn ơi, mình đã connect vô chiếc xe rồi nè các bạn. Đâu bây giờ mình bấm nút này thử các bạn. Ui nè, này chạy tới nè các bạn. Đó, chiếc xe chạy tới nè các bạn. Ồ, hay hay. Bây giờ mình bấm nút này các bạn. Ồ, các bạn ơi, bấm nút này cái gầu đưa cao lên các bạn. Nè, cái cần cẩu đưa cao lên các bạn. Wow, ghê chưa? Đó, ui ui, các bạn ơi, chiếc xe tự nhiên nó chạy các bạn. Ôi, các bạn ơi, kìa. Thôi mình lùi lại các bạn. Nè, bây giờ mình bấm tiếp cái nút này các bạn. Đây nút này các bạn. Đó, điều khiển cần cẩu nè. Đó, đưa cần cẩu cao lên các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ nè, bấm nút này là cần cẩu hạ xuống nè. Đó. Wow. Nút này thử các bạn. Wow. Các bạn ơi. Ồ, xe quay bệ cẩu các bạn. Nè, mình bấm nút này nè các bạn. Đó. Wow. Bệ cẩu quay ngược lại các bạn ơi. Wow, chiếc xe này hay các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chạy tới nè, chạy lùi nè. Các bạn cái nút này các bạn. Ồ, cái nút này là xe sẽ quay vòng vòng nha các bạn. Chạy đi chơi nè. Wow, xe chạy nhanh chưa các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, chiếc xe này làm gì các bạn? Ồ, nó đang tính tấn công vào thành phố xe của mình hay sao các bạn ơi? Kìa. Ôi, có phải không? Ôi trời, thiệt rồi các bạn ơi. Oh no. Oh my god, đừng mà. Ôi trời ơi, làm gì vậy bạn? Ôi vậy. Ôi trời. Ôi các bạn ơi, trời ơi. Ôi chiếc xe nó làm gì kìa? Ồ, nó đang tính tấn công vào thành phố xe của mình các bạn ơi. Kìa. Ôi no. Các bạn ơi, nó đã bị ngã rồi. Rồi, mình sẽ cho nó dậy nha các bạn. Ôi các bạn ơi, nó dậy xong nó lại chạy vô nữa các bạn ơi. Ô các bạn ơi, kìa. Ôi trời ơi, kìa các bạn ơi, nhìn kìa. Ồ các bạn nhìn kìa. Ơ gì vậy? Làm gì vậy? Ôi không. Ôi các bạn ơi, kìa nhìn kìa. Đó, nhìn kìa nó làm gì kìa các bạn ơi. Đó các bạn nhìn kìa. Rồi nó đang tấn công vô các bạn. Ơi, no. Ô các bạn ơi, đừng mà. Trời ơi. Trời ơi, nó cán lên những chiếc xe nhỏ của mình kìa, các bạn nhìn thấy ghê chưa? Đó các bạn nhìn kìa. Đó kìa nhìn kìa. Ồ, ghê chưa. Ôi trời ơi, nó làm ngã luôn các bạn kia luôn rồi kìa. Ồ, nó làm ngã luôn chú Hề, luôn các bạn ơi. Kìa, lại tiếp tục tấn công vô kìa các bạn ơi. Kìa, làm gì nữa kìa. Ôi, đừng. Ồ, no, những chiếc xe của mình. No. Ồ, các bạn ơi, trời ơi, nó làm gì nữa vậy? Ôi, no. Gì vậy? Ơi, đừng mà. Ôi, các bạn ơi, kìa. Ôi, no. Ôi trời ơi, các bạn ơi, hình như nó bị kẹt rồi các bạn ơi. Ô, nó bị kẹt rồi kìa. Ôi, chưa, các bạn ơi, chưa. Trời ơi, nó chạy tới chạy luôn, nó cán rồi các bạn. Đó, kìa, đó. Ôi trời ơi, no, nó phá hủy thành phố xe mình rồi các bạn ơi. Ôi, không được các bạn ơi, chiếc xe này nó ghê quá các bạn ơi. Đó, nó kìa, nó chạy kìa. Ôi, thôi, được rồi. Ôi, các bạn ơi, hình như nó bị dừng lại các bạn ơi. Ô, nó hết hoạt động được các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, chiếc xe này ghê thiệt chứ. Ồ, nãy giờ hả, nó phá hủy hết thành phố của mình rồi. Thôi, bây giờ mình phải để nó đây thôi. Mình phải đi về nhà ăn cơm, học bài, làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha, bye bye.